Hồi Hải Châu, một cuốc khai thân nha anh em ha. Đó, cây đang cho ho, đang cho trái nha anh em ha. Trong này dòng trái dài nha anh em. Trái dài nhưng mà lá là lá dài rí. Đó, cái lá nó rí rí chút chút như thế này nha anh em ha. Lá nó rí rí như thế này nha. Và toàn bộ các cây đều cho ho như thế này, full ho hết nha. Cành rất là già nha anh em ha. Kẽm là toàn đi rất là lâu, nó liếc kẽm luôn rồi. Về chỉ bấm bỏ kẽm ra nha. Đó, trái thì nó là trái dài. Trái này chưa đạt đến điểm là to nha. Trái rất là to nha anh em, yên tâm nha. Đó, tất cả các chi, các cành đều đang ho như thế này hết nha. Đang ho. Rồi, toàn chiều cao của cái cây thì tầm khoảng là 20, tầm 45 cm. Chiều cao là 45 cm nha. Một cốt hai thân như thế này nha anh em ha. Đây, cốt thân nó như này. Một thân, thân này thân thấp nha. Chi tàn toàn đã lộp nó kín hết rồi nha anh em ha. Còn thân này thân thứ hai, thân thứ hai thì thân cao này nó lát đẹp hơn. Nó lát nè anh em ha. Lát nha. Mình quay từ dưới lên cho anh em mình xem cái độ lát của cái thân hai nha. Nó lát rất là đẹp nha. Vì anh em mình chơi ho trái xong rồi anh em mình cắt tỉa gọt hết lại, anh em mình đi tay nước hai nha. Cho cây nó duyên là thoáng lên một xíu nha. Rồi, cái mặt bên này thì nó như thế này. Đó. Còn cái mặt bên đây thì như thế này. Về anh em mình lột lại nha. Cái này toàn mới lột nước một mà toàn lột đại cho kiến tàn đó. Anh em mình về sửa phá lại cho nó ra đúng cái khuôn khổ nó mới đẹp nha. Còn bây giờ trước mắt về anh em mình cứ chơi ho trái đi nha. Đó, cái cây nhìn rất là hay nha anh em thấy chưa? Đó, nó lắc rất là đẹp nha. Nếu mà chúng ta chọn cái này mặt tiền thì đưa cái ông tượng này quay lại. Đó, tượng thì anh em mình về phối thêm tượng, với tượng này toàn để đại cho vui cho nó đẹp thôi. Đó, cây này toàn xin phép giao lưu cho anh em mình là 650.000. Anh em là chốt thì inbox toàn nha. Và anh em lưu ý là khi toàn giao lưu thì toàn sẽ bỏ chậu lại nha, tại vì chậu này là chậu xi măng rất là nặng nha anh em ha. Còn không thì 650.000 là toàn sẽ hỗ trợ cho anh em mình 50% chi phí tiền ship nha. Đó. Cây như thế này, quay xe cho anh em mình xem luôn. Đó, cây rất là hay nha anh em ha. Anh em này ướm cái thân này, thân lách này nó như tay cái nha. Còn này to hơn tay cái một xíu nha. Là anh em mình tự độ được cái góc nó như thế nào nha. Còn cái góc nó này, góc là tầm khoảng là nhỏ hơn cổ tay một xíu. Rồi anh em là chốt cái này thì bóc toàn nha.